Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập, thì việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề cho học sinh sinh viên đã được các cấp, các ngành tích cực thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được học nghề, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, là hộ nghèo ở địa phương, nhưng Hoàng Mạnh Chiến vẫn quyết tâm đi học nghề. Hiện Chiến đang học năm thứ 3 trường cao đẳng Lào Cai. Sở dĩ chứ có thể theo đuổi được ước mơ học nghề là nhờ có sự đồng hành của nhà trường, từ việc miễn giảm học phí cho tới những ưu đãi khác. Em đã được nhà trường giúp đỡ, trợ cấp, thì đã giúp đỡ được em rất là nhiều. Đấy, trang trải chi phí học tập và công việc hàng ngày. Hàng năm, trường cao đẳng Lào Cai đào tạo khoảng 5.000 học sinh sinh viên của cả hai hệ, cao đẳng và trung cấp chính quy. Chỉ tính riêng trong năm học 2021-2022, đã có gần 2.500 học sinh sinh viên của nhà trường được miễn giảm học phí từ 50 đến 100%. Trên 1.000 học sinh sinh viên được chi trả trợ cấp hàng tháng với mức trợ cấp từ 100 đến 140.000 đồng một tháng. Trên 1.300 học sinh sinh viên được hưởng chính sách nội trú và hỗ trợ đi lại trong năm. Thực hiện nghị định 81 của Thủ tướng Chính phủ thì phòng tăng sinh viên đã tham mưu cho nhà trường để thực hiện cái chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên. Thế ngoài ra thì còn có cái quyết định 53/2015 của Thủ tướng về cái chính sách nội trú và thực hiện quyết định 1121 về cái trợ cấp xã hội cho sinh viên. Thế ngoài ra nữa thì nhà trường thực hiện các chính sách đối với cái học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên cho toàn trường. Các thầy cô giáo của trường cũng tích cực hỗ trợ các em trong việc tìm kiếm việc làm hoặc gửi thực tập vào các doanh nghiệp để học sinh sinh viên có cơ hội được tiếp cận thực tế với nghề mà các em đang được đào tạo. Trong quá trình đào tạo thì khoa cũng luôn tạo điều kiện hết mức về cơ sở vật chất, rồi về chỗ ăn chỗ ở cho học sinh. Đấy. Thế còn đặc biệt những đối tượng này thì khoa cũng rất là lưu ý, đặc biệt là việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cho các em. Các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên đang được áp dụng tại trường cao đẳng Lào Cai là sự động viên khích lệ cho con em các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, có cơ hội được học nghề và giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.